Xin chào tất cả quý vị anh chị và các bạn. Trong cái video clip của ngày hôm nay, mình sẽ xin chia sẻ với tất cả quý vị anh chị và các bạn về một vài cái loại nấm mà mình đã đặt ở trên đây. Hôm nay không phải là nấm chaga. Chaga thì các anh chị và các bạn cũng đã biết nhiều rồi trong các cái video clip của mình chia sẻ. Thì ngày hôm nay đó, mình chưa có làm cái video clip nào về chia sẻ cái cách thái cái nấm, mình cái này mình gọi là cái nấm linh chi. Nấm linh chi hoàn toàn tự nhiên cho các anh chị và các bạn. Ở đây mình có một vài loại, một vài mẫu ở trên những cái cây mà mình đã đi lấy ở trong cái công viên, trong rừng tự nhiên về. Thì nó có một hai cái loại như thế này. Đây là những cái nấm mà mình đã làm từ khá lâu. Mình đã mang về từ khá lâu và đã rửa sạch và phơi khô để trong nhà cho nó khô tự nhiên thôi, chứ không phải đưa ra ngoài nắng hay là gì cả, hay là sấy gì cả, nhưng mà để trong cái môi trường nó khô tự nhiên đó. Thì đây là những cái nấm này, anh chị các bạn biết là nó trong tự nhiên nên nó cái độ dày và cái độ sần sù của nó rất là nhiều, cũng rất là đẹp đấy. Thì đại khái mình chia ra làm ba loại nấm. Tên gọi của nó thì các anh chị các bạn có thể cũng biết rồi, nó là nấm linh chi, hay là một vài cái loại nấm như thế này đó thì có thể gọi nó là nấm linh chi thượng hoàng cũng được. Nó giống như cái loại nấm thượng hoàng kia, nhưng mà mình gọi là nấm linh chi. Cái màu của nó thì trong cái video clip ở cái phần đằng sau các anh chị các bạn có thể xem, nó sẽ thấy rõ hơn. Đây là một cái nấm mà mình mới hái về ngày hôm nay, và mình xin chia sẻ với các anh chị và các bạn là cái cách để mình thái cái nấm này như nào. Các anh chị và các bạn, những người mà ngâm rượu hay là gì thì nó cũng có thể là để nguyên cả cái nấm to như này, nhưng mà phải có cái bình lớn để mà bỏ vào trong cái bình rượu để mình ngâm trong cái bình lớn thì nó rất là đẹp. Chẳng hạn như là cái hình thù của một cái nấm như này, mình chỉ cần gọt sạch sẽ cái phần nó bám vào cái thân cây thôi đó. Thì cái nấm phơi khô đó các anh chị các bạn, để mà nó dễ xử lý có thể là dùng dao. Đây mình con dao rất là nhỏ, cái con dao này mình có thể nói là mình đi rừng thì mình có thể làm việc được. Thì các anh chị và các bạn có thể có cái cách đơn giản nhất là xử lý bằng cách là rửa sạch sẽ đương nhiên rồi, sau đó mình ngâm ở trong nước nóng đó, trong vòng một khoảng thời gian chẳng hạn như là 15 phút hoặc là 20 phút hoặc nửa tiếng gì đó, tùy theo các anh chị các bạn. Thì ngâm như vậy thôi chứ còn rửa sạch sẽ đương nhiên rồi, tại vì cái nấm này thì nó chỉ còn một chút cái bào tử, cái bột trắng trong cái mùa đông. Anh chị các bạn biết là khi mà mình mới lấy về thì không có vấn đề gì cả, nhưng mà một khi mình đã phơi khô rồi thì bắt buộc mình phải xử lý bằng cách đó thì mới có thể thái được. Còn đây là một cái nấm nhỏ mà hôm nay mình mới đi mình hái về. Ở đằng sau đó nó còn một vài cái đoạn video clip mình hái nữa thì mình sẽ chia sẻ với anh chị các bạn. Và đây là một cái nấm linh chi, nó ở trên một cái cây thông, cái dạng cây thông, cái tùng đó các anh chị các bạn. Nó chết và cái nấm này nó mọc ra ở trên cái thân cây đó, chỉ có duy nhất một cái này thôi. Ở đây là ở một cái nấm linh chi khác nữa, cũng là từ cái gốc cây thông. Gốc cây thông, và cái gốc này thì nó đã là cái gốc mục rồi, lâu năm rồi. Còn một vài cái loại nấm này, đây là cái nấm linh chi, cái hình thù của nó đây, mình gọi là nấm linh chi đỏ hoặc là nấm linh chi nâu đấy. Cái màu của nó là giống màu sậm. Còn cái dạng này đây anh chị các bạn, cũng là một cái nấm ở trên cái cây thông đó. Nên nó có cái màu như này anh chị các bạn, nó là cái chất dầu cũng như là cái nhựa thông, như kiểu cái nhựa thông đó. Và khi mà nó mới như vậy, nó còn cái màu như này hoặc là màu trắng hoặc màu vàng, nó ở bên cái viền như vậy là nó đang cái độ, đang cái mùa nó lớn. Thì anh chị các bạn sẽ thấy được là khi mình mới hái về, mình mới chặt về đó, thì nó sẽ rất là mềm, nhưng mà nó có cái độ dai rất là dài và rất là chắc. Cho nên là hôm nay mình sẽ xử lý cái này bằng cách là lúc nãy mình đã ngâm ở trong cái nước ấm, nước nóng một chút xíu rồi, tuy nhiên là không cần thiết lắm nhưng mà cũng có thể được.
thì mình đã gọt hết cái phần nó bám vào trong thân, nó sần sùi như này đấy anh chị các bạn. Đó. Nó có một cái lớp như vậy mình gọt đi chừng gần một nửa cm. Thì như vậy đây là còn cái phần mà mình rửa sạch sẽ cái thân của nó đi. Và bây giờ mình sẽ thái mỏng lát cho các anh chị các bạn xem. Để như vậy mình sẽ chia sẻ với anh chị và các bạn. Đó. Mình có thể thái các lát mỏng. Đó, thái các lát mỏng. Rất là dễ, tại vì khi mình đã ngâm nước ấm rồi đó, nước ấm rồi đó, nước nó nóng nóng vừa vừa phải thì cái nấm nó sẽ mềm ra và rất là dễ thái anh chị và các bạn. Mình thì mình thái chừng 1 cm, hoặc là các anh chị có thể thái thành cái độ khoảng 1/2 cm cũng được, tùy theo. Thì sau này mình có thể mình nấu nước trà hoặc là mình có thể bỏ trong bình mình ngâm rượu cũng được, dễ thôi. Nó có một cái độ dai, và bởi vì cái nấm này là cái nấm mới cho nên là cái độ dính của nó anh chị các bạn ạ, cái độ dính đó là cái nhựa của cây thông thì mình cảm giác nó vẫn còn rất là dính. Đấy. Thái nó không có được đẹp lắm nhưng mà thôi cũng được. Thì sau đó mình sẽ đưa cho anh chị các bạn xem. Đấy. Rồi. Vấn đề là tạm thời xong. Đây. Mình sẽ bỏ lên trên cái này cho anh chị các bạn xem. Cái hình thù của những chiếc nấm và những cái miếng nấm nó rất là đẹp. Đó là mình chia sẻ thêm một chút xíu về cái kinh nghiệm này. Đây các anh chị và các bạn, đây là một cái lát nấm, linh chi màu trắng màu vàng đó, mình gọi là nấm linh chi thượng hoàng, nó có cái màu vàng vàng. Mình đưa sát vào cho các bạn xem. Đó, nhìn đẹp chưa? Trông như là miếng thịt gà hay là miếng thịt thái ra nó ngon như vậy cả. Và khi mà mình nấu nước đó thì mình có thể dùng 1 hoặc 2 miếng lát này hoặc là 3 lát, tùy theo các anh chị và các bạn có thể làm. Và nếu như các anh chị các bạn có nấm linh chi loại này nữa đấy, hay là một vài loại kia nữa thì mình có thể nấu chung với nhau. Nhưng mà mình chia sẻ riêng cái kinh nghiệm của mình là về mình nấu nước trà mình uống đó, thì mình chỉ cần một miếng này và mình đun đi đun lại độ khoảng 3 lần trong một bình nước. Đấy, một bình nước độ khoảng hơn 1 lít nước là thường là 1.7 lít, 1.5 lít hoặc là 1.8 lít, thì mình cứ đun trong vòng độ khoảng nó cho nó sôi độ khoảng 10 phút hoặc là 15 phút cũng được, thì lấy làm 2 lần hoặc là 3 lần nước là ok. Đó. Cứ mỗi lần như vậy mình đổ vào mình đun lại như vậy thì giống như mình chế nước trà vậy đó, mình hãm nước trà vào đấy. Và cái đặc biệt là cái nấm linh chi này đó anh chị và các bạn, khi mà mình uống thì mình có cái cảm giác có cái mùi, cái hương của nó rất là đặc biệt. Nó có một, có thể nói là nếu như mà có một số người không thích cái hương vị của cái nấm này, cái mùi vị đó, thì mình có cảm giác nó hơi khó chịu. Nhưng mà nếu mà mình quen hoặc là mình thích thì cũng không có vấn đề gì cả. Nó có một cái mùi thơm rất là đặc biệt đó, của cái nấm này. Nó khác so với các loại nấm khác. Bởi vì thường thường là cái nấm này mình lấy nó là cái nấm cây thông, cho nên là nó có cái vị, cái hương vị, cái hương, cái mùi hương của cây thông, cây tùng. Và nó có cái vị đắng nhưng không phải là đắng lắm. Chắc chắn nó đắng khác so với cái nấm này. Cái nấm này thì nó từ một cái thân cây gỗ mục. Còn cái này nó là từ một cái thân cây thông nhưng mà cũng có thể nó là mục, nhưng mà nó cũng có thể là cây thông chết mới. Thì tùy theo cái vị nó sẽ khác nhau một chút xíu. Nhưng mà đại khái nó có một cái vị đắng và đắng vừa phải.
Còn tất cả những công dụng của nó thì các anh chị và các bạn có thể tìm hiểu và search ở trên mạng Google để cho biết được là cái nấm linh chi màu vàng. Và đây là cái nấm tự nhiên chứ không phải là cái nấm cấy nấm nuôi trồng ở trong nhà. Đó. Xin cảm ơn tất cả quý vị anh chị và các bạn. Xin mời tất cả quý vị anh chị và các bạn cùng theo dõi cái phần tiếp theo của video clip này. Cảm ơn tất cả quý vị anh chị và các bạn đã theo dõi. Và hẹn gặp lại tất cả quý vị anh chị và các bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye. Rất là đẹp. Và đây thưa các bạn, đây là một chiếc nấm, nấm linh chi, linh chi trắng, trắng ở trên cái cây thông, cái dạng cây thông lá kim lá nhỏ đó anh chị các bạn. Đó. Mình cũng có thể gọi đây là cái nấm linh chi thượng hoàng hay là thượng hoàng linh chi thì đều được cả. Đó. Cái này thì mình có thể về cắt ra, thái mỏng ra. Đó. Anh chị các bạn xem này, cái mặt của nó này. Linh chi thượng hoàng. Đấy. Đẹp chưa? Rất là tuyệt vời. Không có to lắm, cái này nó chỉ bằng bàn tay thôi anh chị các bạn. Nhưng mà cái tầm này thì hái được rồi. Đấy. Nó cái cây ở một cái cây thông nhỏ, không phải là cây thông lớn. Và xung quanh đây thì có những cây thông lớn này các anh chị các bạn. Xin chào tất cả quý vị anh chị và các bạn. Ngày hôm nay là ngày cuối tuần của đầu tháng 11. Ngày hôm nay thời tiết là ở bên của mình đây là đúng cũng đã khá là lạnh rồi. Cho nên các anh chị các bạn thấy là mình mang áo lạnh và mặc và mang mũ len đó. Thì ngày hôm nay các anh chị các bạn thấy đằng trước đằng sau đây mình đang quay cho anh chị các bạn đó là mình đang đi dạo ở trên một cái con đường ở cái vườn thông ở ngay cạnh đằng sau nhà mình thế thôi chứ không phải là xa xôi gì. Đây là mình đi bộ. Và ở trên đường đi đây thì mình sẽ thấy một vài cái cây thông. Ở đây nó đa số là cây thông các anh chị các bạn ạ. Cái vườn này là chủ yếu là vườn thông, còn không có cây tùng ở đây. Anh chị các bạn có thể thấy đó là những cái cây thông khá là già rồi, đó, cao lắm. Chừng 5-60 mét đó, xung quanh đây. Và đây là những cái lớp cây thông già, cho nên là cái trận bão vừa rồi đó, ở bên này nó có bị đổ rất là nhiều. Đấy, anh chị các bạn thấy là xung quanh đây này là người ta đã cưa thông đó, cây thông. Có rất là nhiều người thích lấy cái cây thông, cái gỗ thông này về để họ làm những cái gì đó ở nhà họ, hoặc là những cái gỗ thông mà họ muốn để họ đốt trong cái mùa đông đó. Thì nó rất là thơm, nó có cái khói nó rất là thơm ở trong nhà của mình. Đó. Thì ngày hôm nay mình đi dạo ở đây mình thấy có một số các cái loại mà mình thích đó. Đó là mấy cái loại nấm đó các anh chị các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ đi và mình sẽ quay, mình giới thiệu cho anh chị các bạn xem một vài cái loại nấm như vậy nha. Đó. Đi gặp chỗ nào thì mình sẽ quay cho anh chị các bạn xem mấy cái loại nấm này. Rất là đặc biệt các anh chị các bạn ạ. Đây là cái con đường đi bộ ở ngay cạnh đằng sau cái nhà của mình ở đây anh chị các bạn. Và bên cạnh ở đây, tức là cái phía bên trên cái vườn thông này đó, là trường học, trường cấp 2 và trường cấp 3. Đó. Giờ này là buổi trưa, mình đi dạo một chút xíu buổi trưa cho nó có không khí. Thì mình ra đây mình quay cho anh chị các bạn xem. Cái mùa này á, nó đã sang đến tầm mùa thu, giữa cuối mùa thu rồi các anh chị các bạn ạ. Ở đây có một vài loại nấm mà mình giới thiệu cho anh chị các bạn xem đây. Đây là một cái cây thông, nó bị đổ bão năm vừa rồi đó anh chị, và người ta cưa ra. Đây là có một cái loại nấm, đây là một loại nấm cũng rất là đặc biệt đấy các anh chị các bạn. Cái nấm này, cái bề ngang, bề rộng của nó đây các anh chị các bạn. Đây nó mọc trên một cái thân cây thông
bị đổ, bị chết cái năm vừa rồi đó anh chị các bạn. Đây là có 1, 2, 3 cái nấm này này. Mà cái nấm này gọi là nấm thượng hoàng. Nấm thượng hoàng đấy các anh chị các bạn. Nó còn đang nhỏ. Và mấy ngày hôm nay nó thời tiết nó có thỉnh thoảng có mưa. Cho nên là nó đang mọc dần ra đấy các anh chị các bạn ạ. Đây chẳng hạn như đây là một cái nấm thượng hoàng đây. Nấm thượng hoàng là một cái họ của nấm linh chi các anh chị các bạn ạ. Đó, ở mấy cái cây này nó đang mọc ra rất là nhiều. Mình có thể cậy cho anh chị các bạn xem một vài cái. Đây này. Màu trắng. Đấy. Là một cái dạng nấm linh chi màu trắng. Thì cái loại này thì nó cũng có thể nó lớn ra tùy theo cái mức độ và cái thời tiết. Đây này, cái này là đã mọc ra này các anh chị các bạn. Rất là chắc. Có khi phải dùng dao thì cậy mới được. Còn có những cái nó bám thì không có chắc lắm. Chẳng hạn như là mấy cái này này. Đó. Đó, mình cho các anh chị các bạn xem. Đây là một cái dạng nấm thượng hoàng. Cái này thì nó cái độ lớn của nó không có lớn lắm. Bây giờ mình sẽ ra đây mình quay cho các anh chị và các bạn xem một cái nấm khác nữa. À, gốc này gọi là nó cũng gọi là nấm thượng hoàng, nấm linh chi, nếu mình có thể gọi nó là nấm linh chi màu trắng đấy các anh chị các bạn. Đấy. Đây nha. Đây là cái thông. Đây là cây thông. Và đây này nó có 2 cái, 3 cái. Và xung quanh nó có tới 3, 4 cái luôn. Đấy. Nấm linh chi màu trắng. Cái này là mình thực sự thì đã lấy được rồi đấy. Có thể thu hoạch được rồi. Đấy. Anh chị các bạn thấy không? Có đẹp không? Nó cũng là một cái gì đó rất là hay. Đấy. Đó, các anh chị các bạn có thể thấy, nghe thấy là các em học sinh, hay học sinh cấp 2, cấp 3 nó đang chạy nhảy ở trên này, nó đang chơi trên này. Hello. Ça va bien? Ah, c'est la cour ma. Đấy. Em học sinh thì đang chạy.